Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với bản tin nhanh của Vũ Phong và Tơ Lơ. Cô Minh Hiếu đã bật khóc kể lại những mối tình bị lợi dụng và lừa gạt tiền tỷ. Nhận được sự quan tâm đông đảo của dân mạng thì cô Minh Hiếu đã dành thời gian tham gia chương trình và trải lòng về những đớn đau đằng sau cuộc sống giàu sang của mình. Thời gian gần đây thì cô Minh Hiếu có thể nói là một hiện tượng rất là nổi trên mạng xã hội. Cô là một trong những người chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam nổi lên như là một hiện tượng thu hút sự quan tâm của hàng triệu dân mạng trên từng livestream. Lượt theo dõi trên trang cá nhân của cô Minh Hiếu ngang ngửa với các sao hạng A của showbiz Việt. Cô Minh Hiếu được nhiều người yêu mến bởi cách nói chuyện gần gũi cũng như là nhiều cái pha trò tấu hài duyên dáng. Tuy đã lớn tuổi nhưng cô Minh Hiếu không ngại bắt trend trên mạng xã hội. Mới đây xuất hiện trong một chương trình, cô Minh Hiếu có cơ hội chia sẻ những điều thú vị về cuộc sống. Cô Minh Hiếu không thích có con nên cũng không đi sinh con nuôi. Cô chỉ nuôi một đứa cháu vì yêu quý nó, bé ẩm từ nhỏ, xem nó như con. Hiện tượng mạng lớn tuổi này mong muốn có được một cuộc sống yên ổn và hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Điều kiện kinh tế dư giả, cô Minh Hiếu chú trọng vào công việc từ thiện ở các vùng quê. Nhớ lại những mối tình đã qua thì cô Minh Hiếu đã ngậm ngùi kể: "Từ trước đến giờ tôi đã trải qua rất là nhiều mối tình nhưng không ai thật lòng với tôi hết. Người ta chỉ toàn lợi dụng tôi thôi. Có những người còn để cả nhà đến vay tiền tôi rồi không trả. Mãi đến sau này tôi mới tìm được một người đàn ông tạm chấp nhận được là chồng hiện tại của tôi. Tôi lớn tuổi rồi nên cố gắng sống lâu dài với một người chồng thôi. Chứ quen nhiều lại bị nói ra nói vào cũng kỳ. Nhiều người hay nói tôi là quen nhiều người. Ở chưa được bao lâu đã chia tay nhưng họ đâu có biết là tôi cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Tôi chia tay vì bị lợi dụng chứ đâu phải tôi muốn thế. Có những người đàn ông đến với tôi chỉ để vay tiền, có khi vay tới cả tỷ đồng vay xong là không trả. Tôi đâu thể ở lâu dài với những người như vậy được. Rồi sau này tôi khổ ai nuôi tôi?" Cô Minh Hiếu cho hay không chỉ trong tình yêu mà trong các mối quan hệ bạn bè cô cũng bị lợi dụng lừa đảo. Vì chơi quá thật lòng nên cô bị lừa mất tiền với bạn. Chính vì vậy cho đến nay cô quen ai làm gì cũng luôn đề phòng để tránh trường hợp bị lừa lợi dụng như trước. Cuối cùng khi nhắc đến mẹ thì cô Minh Hiếu đã bật khóc: "Tôi thương mẹ tôi lắm vì mẹ đã sinh ra tôi rồi nuôi tôi cực khổ, đến lúc chết lại đau đớn. Mẹ tôi đang khỏe mạnh bình thường phát bệnh ra chục ngày là mất nên tôi rất là sốc. Ngày đó tôi phải đưa mẹ lên Sài Gòn nằm viện, mất 2,5 triệu đồng một ngày nhưng vẫn cắn răng chịu vì thương mẹ. Tới lúc gần mất thì mẹ đã tiết lộ với tôi là mẹ còn tiền rồi đưa lại cho tôi. Sau khi mẹ mất suốt một tháng trời tôi không ngủ được. Cứ 1 giờ đêm là tôi lại ra ngoài mộ ngồi với mẹ." Có thể thấy là qua sự việc này của cô Minh Hiếu chúng ta mới biết được rằng trong một sự việc nào đó nếu chúng ta không phải là người trong cuộc thì chúng ta không thể nào biết được những cái khổ đau và những cái khó xử trong cái sự việc đó được. Không ai tự nhiên có một cuộc sống hạnh phúc, có một người chồng yêu thương mình mà lại đi lấy thêm 10 người chồng khác được. Tất cả đều phải có lý do. Trên thực tế thì khi chúng ta có tiền chúng ta có thể dễ dàng kiếm được hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta có quá nhiều tiền thì việc tìm được hạnh phúc đích thực nó sẽ càng khó hơn. Và video thông tin nhanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.